chào quý vị khán giả đang xem đài Việt Show TV. Thanh Trúc rất vui khi được giới thiệu chương trình Giáng sinh đặc biệt của đài Việt Show TV đến với quý vị khán giả. Như quý vị cũng biết, mỗi khi đến mùa lễ Giáng sinh, mọi người ai ai cũng náo nức chờ đón khoảnh khắc đầm ấm và tràn ngập tình yêu thương. Từ những em nhỏ đến những vị phụ huynh, tất cả đều mong chờ một phép lạ xảy ra trong ngày lễ này. Có người mong muốn sự bình yên, có người mong muốn sự hạnh phúc, nhưng có người chỉ cần món quà nhỏ là cảm thấy được tình người ấm áp rồi. Vào dịp lễ này, chúng tôi có dịp cùng giáo xứ Đức Mẹ La Vang đem lại niềm vui cho những người khó khăn trong những ngày này. Từ đài Việt Show TV KTSF 26.6 xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay chúng tôi đang đứng tại hội trường St. Patrick thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Sáng ngày hôm nay các em nhỏ sẽ cùng nhau wrap quà để chuẩn bị cho sự kiện Christmas Giving Tree. Và đến buổi chiều thì các gia đình nghèo họ sẽ đến họ pick up quà. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi sự kiện ngày hôm nay nhé. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Someone special. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eyes. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Last Christmas I gave you my heart, but the very dạ con chào cha, thưa cha, con là Quỳnh Giao đến từ đài Việt Show TV KTF 26.6. Dạ thưa cha có thể cho con biết quý danh của cha là gì không ạ? Quý danh là tên là Nguyễn Chí Thông. Dạ thưa cha Thông, ngày hôm nay thì lý do tại sao mình lại có một cái sự kiện đó là Christmas Giving Tree như thế này vậy thưa cha? Tại vì giáo xứ cũng muốn chia sẻ những cái gì mà Chúa ban cho giáo xứ với những người thiếu kém hơn mình. Thì sẽ phát quà cho những em nào mà không có khả năng có cái quà trong Giáng sinh này, hay là những người hàng xóm trong giáo xứ thì cũng phát quà cho những gia đình đó luôn. Vâng. Dạ thưa cha, theo con được biết thì cha đang phụ trách chương trình này. Vậy thì cho con hỏi là chương trình này diễn ra hàng năm hay đây là lần thứ mấy thưa cha? Đây là năm đầu tiên Youth and Young Adult của giáo xứ giới trẻ để làm. Với lại chị Hằng, chị đã giúp rất nhiều. Thì năm nay năm đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu như vậy, rồi hy vọng mỗi năm sau chúng ta cũng tiếp tục làm như vậy để cho không hẳn là phát quà cho những em nghèo, nhưng mà các em trong giáo xứ cũng có cơ hội để mà đoàn kết với nhau, ngồi lại quen biết nhau hơn. Tại vì các em mỗi trong nhóm khác nhau, nhưng mà bây giờ giáo xứ của chúng ta nhà thờ bị cháy rồi, bây giờ chúng ta dựng lại cái nhà thờ nhưng mà cũng dựng lại cái giáo xứ, cái cộng đoàn luôn. Nên để cho các em trong cộng đoàn, mỗi căn đoàn khác nhau tụ họp lại để các em quen biết lẫn nhau, với lại ủng hộ lẫn nhau trong cái thời gian khó khăn này.
Vậy thì cha có muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả xem đài ngày hôm nay không ạ? Cũng có nhiều người ủng hộ trong cái chương trình này thì cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cũng chúc quý vị trong mùa Giáng sinh này gia đình được đồng ấm với nhau, gia đình hạnh phúc và vui vẻ để chào đón Chúa Giáng sinh và cho một năm mới được an bình trong gia đình. Yeah. You better watch out, you better not cry, you better not pout, and I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, taking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, taking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Dạ, các em bữa nay là chương trình phát quà Noel của giáo xứ đó. Thì tất cái này là gồm chung tất cả giới trẻ của trong giáo xứ cùng làm việc với nhau, thành ra rất là nhiều nhóm bữa nay, như là thiếu nhi, hai nhóm thiếu nhi thánh thể của Thomas Thiện, Andre Dũng Lạc, rồi nhóm hướng đạo, rồi các em giáo lý, các em leadership, thành ra tất cả các em đều đến để cùng làm việc với nhau bữa nay. Yeah. Yeah, con thấy là rất là nhiều các em đến ở đây, thì mình chia nhóm hay là chia group như thế nào, có khó khăn lắm không nữa con? Dạ không, khó khăn lắm, tại tuổi của các em nó cũng vui đó. Thì có một trưởng của thiếu nhi thánh thể là trưởng Hưng hồi nãy đã cho các em chơi game xong, icebreaker xong rồi mới chia group mix các em lại với nhau để các em cùng có dịp cùng làm việc chung với nhau. Thì giờ mình thấy là các em rất là vui, các em đang gói quà rồi sau đó sẽ sort ra. Yeah. Vậy thì có ai hướng dẫn các em gói quà không vậy thưa cô Hằng? Dạ chắc là không, chắc các em cũng biết cách gói rồi, nếu mà mình nhìn các em nó cũng biết rồi, mình chỉ supply cho các em đồ đạc giấy rồi các anh chị lớn nữa thì làm việc chung với các em. Yeah. Vậy thưa cô thì chiều nay là bắt đầu mấy giờ thì mọi người sẽ đến pick up quà vậy thưa cô? Trong khoảng từ 2 giờ cho tới 3 giờ rưỡi thì các gia đình sẽ tới. Và buổi chiều sẽ có, sau khi họ lãnh quà thì sẽ có chụp hình với Santa Claus, rồi các em nhỏ thì có candy cane này kia, chắc là sẽ vui cho các gia đình. Yeah. Thưa em là huynh trưởng của Liên đoàn Lạc Việt, thiếu đoàn 610 chị. Yeah. Vậy thì ngày hôm nay là em thấy rất là đông các em cùng đến đây để ráp quà. Vậy thì ngày hôm nay chị nghĩ là các em, một em có thể ráp được nhiều phần quà hay không? Dạ thưa các em thì rất là thích gói quà cho các bạn khác. Em nghĩ là gói được nhiều lắm. Dạ. Dạ. Em thấy là mình có rất là nhiều phần quà như là áo rồi đồ chơi, rồi cũng có những cái đồ dùng trong bếp trong gia đình nữa đúng không chị? Dạ, vâng chị. Thì có những gia đình nghèo đó, người ta thích cái gì thì người ta có ghi tên trên cái tháp. Cái tháp như vậy thì mọi người ta mua rồi người ta đem tới cho tụi em gói. Rồi chút xíu nữa là các em sẽ deliver cho người ta. Hôm nay mình ở đây mình gói quà cho mấy người mà không có nhiều đồ. Lúc mà không có nhiều đồ thì mình tới đây mình lấy quà. Tại vì có nhiều bạn ở đây. Rồi mình được giúp mấy người nghèo. Hôm nay Michelle đến đây lúc mấy giờ? Like 10, 9. Michelle, hôm nay Michelle nghĩ là Michelle có rap được nhiều quà không? Dạ. Hôm nay Michelle thấy vui không?
snow in a one house open sleigh. All the fields we go laughing on the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. We're funny as to laugh and sing the sleighing song tonight. Linda bạn. À, Linda mấy tuổi? 9 tuổi. Vậy thì hôm nay Linda nhận được quà, Linda thấy sao nè? Vui. Còn gì nữa không? Không. À, vậy thì năm sau con có muốn nhận thêm quà nữa không? Dạ. Cảm giác thấy vui. Dạ. Dạ, nói chung là lần đầu tiên em được lãnh quà Noel ở bên Mỹ, tại em ở Việt Nam mới qua. Dạ. Dạ, em qua cũng được 2 năm, nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên em lãnh quà cho mấy bé. Nói chung thì em thấy rằng là ở đây rất là vui, tại vì có cái tinh thần là đoàn kết, giống như là tương trợ lẫn nhau để chung vui trong cái mùa Giáng sinh, là ai cũng có cái niềm vui nhỏ, mình san sẻ cho nhau có niềm vui nhỏ nhỏ, cũng thấy là rất là hạnh phúc. Những cái đây cũng cảm ơn giáo xứ cùng với lại tất cả mọi người là đã san sẻ có những niềm vui nho nhỏ để cho những người mà không có cái điều kiện. Rất là chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người có mùa Giáng sinh vui vẻ. Dạ, em qua được một năm vài tháng. Cho chị hỏi một chút xíu đó thôi, là em có theo đạo Công giáo không? Dạ không, nhưng mà em được cô của em gửi cho em một cái tờ giấy để xin nhận quà. Dạ. Thì em cảm thấy ngày hôm nay khi mình nhận được quà thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ, nói chung là vui với lại một phần tò mò nữa. Tại vì nước Mỹ mới là được tự do Côn giáo á chị, cho nên một phần em cũng có một chút tò mò, một muốn tìm hiểu một chút xíu về đạo Công giáo. Tôi ở Việt Nam mới qua được 4 tháng, nhưng mà tôi mới gia nhập giáo xứ Mẹ La Vang. Nên là có một đứa bé năm nay cũng đồ áo không có, rồi cũng nghe cái thông tin của giáo xứ có phát quà Noel cho các những người mà đang còn chưa có ổn định đó, thì tôi cũng đăng ký và hôm nay tôi được hân hạnh tới đây để nhận quà cho mấy đứa nhỏ để một cái dịp Noel, một dịp Giáng sinh trong vui vẻ của tụi nó. Đây là một cái việc làm rất ý nghĩa và mang đậm nét văn hóa của người Việt Nam, là nương đỡ, đức đỡ lẫn nhau trong lúc những khó khăn. Đó là một cái hạnh phúc và tôi ghi nhận như vậy. Gia đình rất là vui vì gia đình cũng vừa mới định cư qua bên Hoa Kỳ. Bây giờ đây một cái lọc của giáo xứ dành cho gia đình nói riêng và của nước Mỹ nói chung. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi chương trình tặng quà Christmas Giving Tree của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Quỳnh Giao từ Đài Việt Show TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp.